Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh xe cộ. Thì hôm nay em lại review và chia sẻ cho các bác một chiếc con xe đầu ngang máy D36 nha. Máy trang trai, cầu 2,5 tấn, trang bị tời, phanh dầu, ben đầy đủ nha các bác. Hôm nay em chia sẻ quay test cho các bác xem nha. Đấy, hôm nay em bắt đầu hoàn thiện một chiếc con xe đầu ngang này. Thì mai là bàn giao cho anh em chủ xe rồi nha các bác. Xe này chủ xe cũng là xã Cà Tăng nha. Nếu các bác có gần xã Cà Tăng thì các bác qua Gà Rai Thiên có thể tham khảo chiếc xe đầu ngang 4 máy hoặc là con xe đầu ngang máy công nông. Thì các bác hãy cùng theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Thì bây giờ em sẽ review thông số và cầu số như thế nào nha các bác. Hãy cùng theo dõi video của em nha. Thì trước tiên bây giờ chúng ta vào phần số nha. Số thì xài số gas số mới nha các bác. Đó. Thì hộp số chia cầu. Hộp số chia cầu thì cũng là số mới nha các bác. Đó. Tỷ bền mới luôn. Đó. Quá đẹp luôn các bác ạ. Cầu sâu 2,5 tấn nha các bác. Xi nhan đèn pha đầy đủ nha các bác. Không khác gì xe 4 máy. Hồi trước Gà Rai Thiên đóng xe 4 máy cũng khá là nhiều rồi. Bữa nay anh em mình ở bên xa mình thích ráp máy công nông thì ráp cho anh em máy công nông nha các bác. Nó xài bình 100. Nhíp rất là dày luôn nha. Xe này chở 4-5 tấn thoải mái nha. Anh em ở chỗ mình thì chở 4-5 tấn thôi các bác ạ. Gương ghiếc đầy đủ luôn. Xe nhan đầy đủ. Xe này dùng boost trợ lực nha, để cho tay lái nó nhẹ nhàng hơn. Bây giờ các bác cùng em test máy nha. Chạy thử nha các bác nha. Giờ bia test nổ máy nha. Bấm xi nhan. Đó, xi nhan. Chạy thử nha các bác nha. Hạ ben á, hạ ben xong rồi chạy nha. Máy em bị hư mic, có gì các bác xem thông cảm nha. Nhanh đấy. Test phanh luôn. Đó. Ok, được á. Còi điện nhá. Còi điện, sai còi điện thôi. Bây giờ chạy về nha các bác.